Chúng ta có nấm bào ngư cho món canh chua. Nấm bào ngư các bạn rửa sạch để ráo, sau đó các bạn xé nó ra nha các bạn. Nấm bào ngư tùy tay lớn hoặc là tay nhỏ, các bạn xé làm tư, hoặc là cái tay nhỏ quá xé làm đôi, hoặc là làm ba. Sau đó các bạn vắt cho ráo cái nấm bào ngư này đi, và chúng ta cũng sẽ ướp vào muối, tiêu, đường, bột ngọt, gốc guaro. Và các bạn ướp thêm ở trong cái nấm bào ngư này, đối với món canh chua đó thì nó có thêm 10 gram sả băm ở trong đó nha. Sả xay á, sả xay rồi chúng ta băm nhỏ lại, chúng ta ướp vào trong cái nấm bào ngư. Mỗi người lấy nửa lít nước men. Bây giờ các bạn lấy các loại rau mà cho thêm vào, gồm có mông xua đũa. Tôi có mở ngoặc ra là bắp cải, đậu bắp và dọc mùng, là vì lý do là ở miền Bắc á, không phải, không sợ, cô sợ không có xua đũa. Không có bông xua đũa thì mình sẽ thay bằng bắp cải và dọc mùng với lại đậu bắp. Các bạn cắt cà chua ra thành múi cau. Bông xua đũa thì chúng ta nhặt sạch. Phần mặt hà này thì các bạn cắt lát mỏng và các bạn cân tổng cộng cái lượng là 200 gram thôi nha. Xua đũa, dọc mùng, không có cà chua nha. Bắp cải với lại đậu bắp thôi là 250 gram. Rồi bây giờ các bạn sẽ đặt cái chảo lên bếp và các bạn phi sả với lại bơ rô. Sả các bạn phi 20 gram, bơ rô 20 gram. Nấm vô xào thơm rồi thì các bạn cho cà chua vào. Cà chua chúng ta xào cho nó hơi mềm rồi các bạn sẽ cho vào 1 lít nước thôi nha. Rồi bây giờ các bạn nấu cho nó sôi lên, chúng ta sẽ nêm muối là 8 gram, đường là 6 gram, bột ngọt là 4 gram. Các bạn sẽ cho me vào như sau. Đầu tiên là chúng ta cho 300 gram nước me, hồi nãy tôi có nói các bạn á, các bạn cho vào. Các bạn nêm với đúng cái gia vị đó. Đối với người Việt Nam thì các bạn nêm đúng cái gia vị đó nó sẽ hơi bị thiếu đường. Cho nên là bạn nào thấy thiếu đường thì có thể thêm vào, nhưng thêm vào khoảng 10 gram đường thôi. Nếu thấy thiếu chua thì chúng ta sẽ tăng thêm cái lượng nước me nha. Còn đối với các bạn miền Bắc thì cái vị chua như vậy là đủ rồi đó các em. Em xài đúng 275 gram đủ rồi. Vừa ăn rồi thì các bạn nấu thêm khoảng 5 phút nữa và các bạn cho tất cả các nguyên liệu rau gồm có bông xua đũa, bắp cải, đậu bắp và bạc hà vào. Các bạn nấu cho sôi lên trở lại. Rồi chúng ta cũng múc ra tô và chúng ta bóp tàu hủ kỳ để lên trên nha. Nhóm 1, nhóm 6 và nhóm 4 là cái vị tốt nhất. Nhóm 6 hồi nãy cho tổng cộng là 300 gram cái nước chua, đúng không? 275 gram cái nước chua. Và cho cái lượng đường đúng y như là định lượng, cộng thêm 10 gram nữa, chấm hết. Thì chúng ta có thể lấy cái lượng đó để làm chuẩn cho cái vị chua. Rồi, các nhóm miền Nam có thể tăng lên thành 300 gram. Nhóm miền Bắc thì 275, nhưng nhóm miền Nam có thể tăng lên thành 300 gram vì miền Nam thì thường ăn chua hơn một chút xíu. Và các bạn có thể thêm khoảng chừng 3 gram muối nữa, 3 gram muối nữa để cho nó đậm nếu mà nhóm miền Nam á. Còn miền Bắc vậy ổn rồi, không cần thêm muối. Nhóm 7 và nhóm 5 có lẽ là các bạn đã cho hết cái lượng nước me vào cho nên nó bị chua quá. Riêng nhóm 2 là đặc biệt nhất ngày hôm nay, đoạt giải quán quân ngày hôm nay về cái vị, là không biết nó là vị gì luôn, nó rất là kỳ cục luôn. Không biết là các bạn cho cái gia vị gì trong đó, mà nhóm 2 hiện nay cái vị nó rất là đặc biệt luôn. Không có đạt yêu cầu nha Tuấn.